Nguyên đang có chút vấn đề nên ta sẽ chuyển ra dùng Zoom trực tiếp. Cái Zoom này thì 40 phút nó lại bay một lần nhé, ông ta lại vào. À, bắt đầu. Mình. Đầu tí về về. Hôm nay mình sao trông đẹp trai nhỉ? Hay là đẹp trai từ bé? Thì ở trong cái nội dung của buổi hôm trước thì thầy trò mình cũng đã tua về một dạy một tí nhé. Hôm vừa rồi cái đề thi thử thì sẽ giúp cho các bạn trải nghiệm xem là một trong một cái đề thì ta sẽ thi các dạng và cái cách phản ứng với cái đề như thế nào. Hôm vừa rồi chắc thầy đã nhận được cái đề thi của các bạn ở trên quân ở trên nhóm của trường chuyên Lam Sơn. Đây là một Đây cái chỗ đề này. thì đây là một cái đề khá hay và chờ đợi tí nha. Chưa xem màn hình, quên đó. Thì cái kỳ thi khảo sát với cái mức độ đề của ngày hôm nay thì ta nhận thấy rằng cấu trúc của đề nó vẫn bao gồm có đề có 4 câu. Và ta nhận thấy rằng quay xoay quanh về cái chiến lược làm bài. Ta nhận thấy rằng để làm được 7 điểm với một đề môn chuyên thì ta phải làm được câu 1, câu 2. Để làm được 9 điểm thì ta phải làm được 3 câu. Để làm 10 điểm thì ta phải làm được 4 câu. Vậy thì với cái chiến lược đó thì ta sẽ đặt ra xem cái bài cụ thể của dạng bài này nó gồm như thế nào. Thì ta quay sang cái bài thứ nhất. Bài thứ nhất là cho một cái dãy số thì người ta yêu cầu là hỏi xem cái dãy số này có thỏa mãn có bao nhiêu phần tử thỏa mãn điều kiện. Đúng không? Vậy thì với cái bài mô hình của bài toán này, các bạn chờ thầy đi lấy cái bút pad nhé. Rồi ta sang cái bài toán thứ nhất để đạt được 4 điểm thì ta cần phải làm gì? Cái bài toán của bài số 1, bây giờ ta nhận thấy rằng để đạt được 7 điểm ở môn chuyên thì ta nhận thấy là nhiệm vụ đầu tiên của ta chỉ cần làm được câu 1, câu 2. Đúng không? Và khi đó thì với cái điểm thi đầu vào của môn chuyên ta sẽ thi là toán này, cộng với văn này, cộng với anh cơ bản đúng không? Đây là ba môn là chắc chắn phải thi rồi. Cộng thế cái môn của mình là môn chuyên. Môn chuyên không biết tỉnh Thanh Hóa tính hệ số mấy ở trường chuyên ở Yên Bái, cái môn chuyên tính hệ số 3. Các môn kia cộng lại nhân môn chuyên hệ số 3. Ở Thanh Hóa nhân hệ số mấy Quân? Hai giờ. À nhân 2 à? Ừ. Ở trường chuyên của thầy ngày xưa cũng nhân 2 nhưng mà dẫn đến là cái các bạn đi thi vào chuyên ấy bọn nó cày full điểm toán văn anh cơ bản, sau đó môn chuyên nó đạt 5 điểm, thế là nó đỗ. Đó là một cái trong những chiến lược rất dẫn đến là học sinh vào chuyên không giỏi môn chuyên nên cũng hơi nguy hiểm đúng không?
Bởi vì để đạt được, ví dụ như với cái đề này để đạt được 5 điểm thì nó không khó. Đấy. Vậy thì với các bạn là học sinh nhưng mà ở Yên Bái thì tất nhiên về chất lượng thì không thể so với Thanh Hóa được, nhưng mà cũng có bắt đang có sự thay đổi, đó là cái môn chuyên lấy hệ số 3. Đấy. Nên cái bạn nào mà giỏi môn chuyên thì nó sẽ lợi thế cực kỳ. Rồi quay trở lại với cái thang điểm này thì ta nhận thấy rằng để môn chuyên đạt được 7 điểm thì ta sẽ có chiến lược tập trung học làm câu 1, câu 2 để tập trung tốt hơn nữa để lên top đầu của lớp chuyên thì ta sẽ làm thêm ở câu 3. Vừa rồi ta nhìn dạng qua bài một chút. Ở cái bài dạng số bài số 1 là cái thuộc diện khi đi thi là mọi thí sinh đều làm được. Nhá, thuộc diện thí đi thi là mọi thí sinh đều phải làm được. Ở đây người ta đang nói code bởi C cộng cộng học Python. Đấy. Thì vậy với cái bài này thì ta nhận thấy như thế này. Cho n và một cái dãy số. À như vậy bài tập này nó thuộc là bài toán là cho dãy AI thực hiện tìm hoặc là đếm liệt kê hoặc là đếm các phần tử thỏa mãn một cái điều kiện nào đấy, nó thuộc lớp bài toán đấy. Vậy thì với cái lớp bài toán này thì An Hẳn và Quân và Minh đều nhận thấy rằng bài toán này không có cách nào khác, chỉ có một cách đơn giản cho y chạy từ 1 cho tới n, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì thực hiện công việc. Đấy, mô hình bài toán này nó chỉ hoạt động như thế thôi, cho y chạy từ 1 đến n. Bài toán này nó thuộc nhóm là bài toán tìm, tức là liệt kê đúng không? Vậy thì mình for y chạy từ 1 đến n, nếu AI thỏa mãn điều kiện này và AI thỏa ra điều kiện này thì write y. Người ta hỏi chỉ số hay vị trí nhỉ? Hay giá trị nhỉ? Thế thì đổi lên tí. Ở đây người ta dòng đầu là số lượng, như vậy bài toán này là bài toán đếm. Rồi. Đâu nhỉ? Đây, người ta hỏi là số lượng. Thì như vậy là nó thuộc về bài toán đếm. Người ta yêu cầu là các cái đỉnh thỏa mãn, như vậy là bài toán kết hợp là bài toán tìm. Như vậy thì bài toán này ta thực hiện theo đúng mô hình của bài toán. Cho y chạy từ 1 đến n, nếu AI thỏa mãn điều kiện thì thực hiện công việc. Công việc ở đây thì ta có hai việc cơ bản. Việc thứ nhất là cấp phát một phần tử mới cho mảng. Như hôm trước ta hay sử dụng mảng C để lưu niệm ấy. Ta cấp phát một phần tử mới cho mảng C và gắn CK bằng AI. Đấy. Trước vòng lặp for ta khởi tạo K bằng 0. Nhá. Ở đây thì tiện hơn thì thầy mà mở một chưa rồi, thầy vừa ấn cái gì? À, thầy mở một cái này nó có cái bot đây không nhỉ? Mấy cái bot là chỗ nào? Thôi, thầy mở file Word đi, à, file PowerPoint đi. Rồi, thầy lấy cái nền này. À, bây giờ mô hình của bài toán của mình là cái câu số 1 ấy. Thì mô hình của bài toán là bài toán tìm và bài toán đếm cái phần tử thỏa mãn điều kiện. À, thỏa mãn điều kiện. Điều kiện ở các bài toán khác nhau thì nó là khác nhau. Cái của mình đang ôn là ôn theo lớp bài toán, chứ ta phải hình dung là đi thi không bao giờ ta gặp một cái bài ta đã từng nhìn thấy nó rồi. Vậy thì cái điều kiện ví dụ thầy thay nâng cấp bài toán câu 1 lên không một bài toán khó hơn. Hãy đi cho một cái dãy số, hãy liệt kê tất cả các số là số chính phương. Chẳng hạn. Vậy thì ta nhận thấy rằng for từ đầu dãy số đến cuối dãy số, nếu nó là số chính phương thì ta đẩy nó vào trong mảng C. Khi đó mảng C có K phần tử, K là số lượng, còn CI là các phần tử, đúng không? Còn với cái bài toán của trong đề này thì ta sẽ thực hiện đúng như đề bài bảo như thế nào ta làm đấy. Ta duyệt từ đầu dãy số cho đến cuối dãy số nếu nó thỏa mãn điều kiện. Đấy. Thì ta thực hiện là cấp phát một phần tử mới. Vậy à đây chỗ này thầy. Ngoài ra ta có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhưng mà cách đơn giản nhất là ta sử dụng một cái mảng C có K phần tử để lưu niệm.
Nếu thằng AI thỏa mãn thì lưu nó lại, gắn CK bằng AI. Chỗ này thì ta thực hiện mỗi một việc thôi, nên người ta không cần mở ngoặc. Đấy. Rồi, đây là việc thứ nhất, là việc tạo bảng C. Trước vòng lặp for, ta khởi tạo K bằng 0, thể hiện là số lượng phần tử thỏa mãn. Công việc thứ hai là ta for từ đầu mảng C cho tới cuối mảng C. Ta lưu ý rằng mảng C này là mảng lưu niệm, nó có K phần tử. Đấy. Nếu đề bài người ta yêu cầu là sell ra thằng K ra tại endline, thì ta đưa duyệt từ đầu mảng C đến cuối mảng C và ta sẽ đưa thằng CI ra. CI này nếu mà nó cách nhau bởi số cách thì ta cách, còn nếu xuống xuống hàng thì nó là xuống. Đấy. Vậy thì với đề bài ở đây thì ta đấy. Đây là điều kiện của bài toán. Như vậy ở bài toán này là người ta, cái người ra đề người ta muốn biết được rằng bạn có biết cách mô tả biểu thức điều kiện này thành một biểu thức logic hay không. Thì ta có AI trừ 1 nhỏ hơn AI đấy, và chữ và ta sử dụng toán tử và đấy, và AI lớn hơn AI cộng 1 đấy, ta đóng ngoặc lại đấy. Thì đây là người ta hỏi xem là bạn có biết mô tả một biểu thức logic hay không. Vậy thì với các bài toán khác thì biểu thức logic nó có thể khác. Ở đây ta có toán tử và đấy, còn ta toán tử hoặc ta sử dụng dấu ngoặc này nhé. Như vậy thì với cái bài toán trên thì ta nhận thấy rằng để đạt được 4 điểm thì nếu mà các bạn code bình thường, các bạn mất khoảng tầm 5 đến 7 phút để kéo cái con chuột. À, đây là nó sang trang khác nhỉ. Đấy. Như vậy là cái bài toán đầu thì ta nhận thấy rằng để đạt được 4 điểm là không khó. Và khi đọc cái đề này thì thầy cũng cảm nhận ra được ngay là cái mức độ đề là người người qua cái câu số 1 này, này, qua câu số 1 đấy. Thì người người ra đề đang mong muốn là đấy. Ở cái câu số 1 đấy thì người ra đề đang mong muốn là kiểm tra xem có biết mô tả cái biểu thức điều kiện hay không. Cái thứ hai, có giải quyết được cái bài toán sử dụng kỹ thuật mảng lưu niệm. Hay không? Kỹ thuật mảng lưu niệm đó chính là mảng C có K phần tử đấy. Và cái thứ ba là người ta muốn thực hiện là xem là mình khi mà sử dụng mảng lưu niệm, một số các bạn hay nhầm rằng là mảng C nó có for chạy từ 1 đến n sau đó đưa thằng CI ra. Đấy, thì nó sẽ sai ở cái vị trí CN này. Vì mảng C của mình là nó có K phần tử nên chỗ đoạn khi đưa mảng C ra cái đây, đưa mảng C này này. Đấy. Thì mình sẽ thực hiện là khi đưa mảng lưu niệm ra thì ta phải phân biệt rằng mảng C này là nó có K phần tử. Đấy, ngụ ý của người ra đề. Còn với ở trong đề này n bằng nhỏ bằng 10 mũ 5, AI nhỏ bằng 10 mũ 9, AI có thể là số âm và số dương nhưng mà không liên quan gì cả. Vì vì nó không tính toán đến các số. Nên ta sẽ thực hiện các bài toán này một cách đơn giản nhất như trên. Đấy. Và lưu ý nhé, ở đây của ta là AI trừ 1. Đấy. Và đây là AI cộng 1. Nên Y của ta sẽ lớn hơn 1 và nhỏ hơn N. Hay đồng nghĩa với việc là ta sẽ for Y chạy từ 2 cho tới N trừ 1. Đấy, để ta phân biệt. Đúng lại là với câu 1 người ta sẽ kiểm tra mình hai kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng giải quyết bài lớp bài toán là for y chạy từ 1 cho tới n. Nếu thỏa mãn điều kiện bài toán thì thực hiện công việc. Đấy, nó thuộc lớp cái bài toán rất phổ biến, bài tập trên mảng một chiều. Nếu thỏa mãn điều kiện. Vì ở bài toán này nó cải tiến thêm một chút ở chỗ này thì mình sẽ phải for đây là chạy từ 2. Ở đây người ta chạy nhỏ hơn n nên mình for cho tới n trừ 1 nhé. Thì để giải quyết được
Đấy, thằng này. Vậy thì với bài toán này ta thấy rằng đạt được 4 điểm không khó. Mà ta làm một cách cẩn thận thì sẽ đạt được 4 điểm này. Rồi ta sang câu kế tiếp. À, câu kế tiếp nó là chỗ này. Bạn chưa thấy tí. Đây. À, câu kế tiếp Con là này anh chịu rồi ạ. câu kế Con tiếp này là câu có 3 điểm, là cái câu để mà hiện tại là sau khi làm xong câu 1 các em đã có được 4 điểm đút vào túi rồi. Đấy. Nhiệm vụ của mình bây giờ phải kiếm thế nào được 1 điểm nữa để đạt được trên 5 điểm. Không biết ở trên Lam Sơn lấy như thế nào, như ở Yên Bái thì để đỗ được vào lớp chuyên thì điểm môn chuyên phải trên 5 điểm, lớn hơn hoặc bằng 5 điểm. lộ. Bên trên Lam Sơn có lấy như thế không? Đề bài người ta cho N học sinh. Cái chỗ này chỉ số IQ tóm lại là nó vẫn là thằng AI. Để bắt bây giờ người ta thực hiện cái công việc là chia này thành các nhóm. Rồi. Và nhóm này thỏa mãn điều kiện gì? Như vậy bài toán nó quay về là cho N và cái dãy A1, A2, AN. Hãy chia cái dãy này thành các nhóm thỏa mãn điều kiện. Đấy. Và vậy thì với bài toán này thì ta kiểm tra xem cái lớp bài toán này nó là lớp bài điện, cái điều kiện của bài toán này là gì nhé. Các nhóm phải cùng giới tính. À, như vậy thì ta nhận thấy rằng ta thấy rằng nếu số 1 là giới tính nam chẳng hạn, chỉ số IQ là 45, số 0 chỉ số nữ là ví như là 46, rồi số 1 chỉ số IQ là 47 thế chẳng hạn. Thì rõ ràng với đây có thể có số 0 là số 30 chẳng hạn. Thì thầy thấy thấy rằng là đây là học sinh thứ nhất, học sinh thứ hai, học sinh thứ ba, học sinh thứ tư. Thì rõ ràng thì ta nhận thấy là học sinh số 1 và học sinh số 2 không thể cùng một nhóm được. Đúng không? Bởi vì nó khác giới tính. Vậy thì ta sẽ phải làm gì Quân? Để cho hai cái ông này nó đứng cạnh nhau được. Vì ta sẽ chia nhóm như thế nào? Phải cùng giới tính. Vậy thì hai cái tiêu đề, nếu ở đây thầy gọi nó là thằng AI, đây là thằng BI, thì nếu mà phải sort thì thầy sẽ sort bảng A như thế nào? Giả sử cả cả cái cục này nhé, với mỗi học sinh thứ Y thì bao gồm có hai thuộc tính là AI và B. Vậy thì nếu thầy sort bảng A thành một dãy tăng thì bảng B cũng sẽ đi kèm theo. Bây giờ thầy sort bảng A nhé, thì thầy sẽ thu được là không này là học sinh đầu tiên, chỉ số IQ là 46. Kế tiếp không, chỉ số là 30, ví dụ như thế. Rồi kế tiếp nữa, thằng đến thằng 1, chỉ số là 45. Rồi kế tiếp đến thằng 1, chỉ số là 47. Được chưa? Như vậy thì sau khi thầy sót lần thứ nhất thì ta nhận thu được là dãy AI là một dãy tăng dần. Đấy. Dãy BI nó chưa được sắp xếp. Nhưng mà khi mà sort từ cái dãy này, từ cái trạng thái này sang trạng thái này, là ta đã thu được một đặc điểm là các học sinh cùng giới tính đã đứng cạnh nhau. Đấy, đúng không? Bây giờ công việc của mình là các học sinh cùng giới tính nhưng mà chỉ số IQ bằng nhau. Đấy, IQ bằng nhau. Tức là những thằng BI này cũng được phải sắp xếp thành một dãy tăng dần. Đấy. Vậy thì ta sẽ phải sắp xếp mảng B này thành một dãy tăng dần với điều kiện là không được thay đổi thằng A. Vậy thì bài toán này nó thuộc lớp bài toán là sắp xếp. Cái này nó thuộc khi sắp xếp thì nó chia thành 3 loại sắp xếp cơ bản là sắp xếp, sau đó tìm min max. Ví dụ như là cho một dãy số, hãy chọn ra 3 số có tổng lớn nhất. Thì ta sort nó thành một dãy số thì 3 thằng đứng cuối dãy là 3 thằng có tổng lớn nhất, đúng không? Bài toán sắp xếp thứ hai là sắp xếp lưu chỉ số. Cái này nó nằm ở phần chuyên đề. Sắp xếp lưu chỉ số, ví dụ dãy số của thầy là dãy số là 4 1 2 3 28 chẳng hạn. Bây giờ người ta yêu cầu là hãy sắp xếp dãy số này và đưa ra vị trí ban đầu của các dãy số.
số 4 ở vị trí 1, số 1 ở vị trí 2, số 2 ở vị trí 3, số 4 ở số 8. Ở đây thầy lấy số khác đi. Ở đây thầy cho số 3 chẳng hạn. Thầy cho số 3. Đây, số 3 này nó ở vị trí thứ 4. Đây đây là mảng B là mảng chỉ số, đây là mảng A là mảng giá trị. Sau khi sắp xếp mảng A của thầy thành mảng A phẩy, nó sẽ là 1, 2, 3, 4. Số 1 này khi đổi chỗ cho thằng nào đó thì cái thằng này nó sẽ đi cả cục. Số 1 ở vị trí thứ 2. Số 2 ở vị trí thứ 3. Số 3 ở vị trí thứ 4. Số 4 ở vị trí thứ 1. Đấy. Người ta hỏi mảng B sau khi sắp xếp nó là như thế nào. Đấy. Thì cái đối tượng thứ hai được gọi là sắp xếp lưu chỉ số. Cái lớp bài toán thứ ba chính là cái bài toán ở trong cái đề các em đang làm. Bài toán là sắp xếp nhiều tiêu chí. Ví dụ như là khi ta có một danh sách lớp, hãy sắp xếp theo danh sách lớp theo chiều giảm dần của điểm trung bình. Nếu có hai bạn có điểm trung bình bằng nhau thì bạn nào có điểm môn toán cao hơn thì được sắp xếp trước. Đấy, thì nó thuộc nhóm sắp xếp có nhiều điểm đấy. Thì ở cái bài toán này cũng thế, nó thuộc lớp bài toán sắp xếp có nhiều tiêu chí nhé. Và để sắp xếp có nhiều tiêu chí thì ta sẽ làm thôi, thứ nhất thầy cô trực tiếp đi. Nhưng mà ta sẽ làm như sau. Đó thuộc lớp bài toán thứ ba là chủ đề về sắp xếp. Để ta làm trên Word nhé. Đó, thầy làm trên Word lớp. Vậy thì ở cái giữa bài 1 và bài 2 thì ta thấy rằng nó có sự phân biệt khá bước lên một bước. Ở cái bài 2, bài sắp xếp tiêu chí này nó tương đương với câu 3 ở thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở tỉnh Yên Bái, khối trung học cơ sở. Rồi. Ta có đề bài đây. Thì ở cái bài toán này thì ta sẽ bắt đầu để khởi động cuốn blog tí nhé. Đã thế nhỉ? Để tắt luôn đọc PowerPoint này đi. Cuốn blog của thầy nó đang bị ngáo ấy. Cho nó bệt. Rồi ta sang trang kế tiếp. Đề bài người ta yêu cầu là tìm số nhóm chia được. Vậy thì thầy giải thích cái test này tại sao nó ra bằng 3 nhé. Ta như thế này. À, đây ta có sâu 01, à quên, 01 là thằng nữ này. Như vậy bạn này là giới tính là nữ nhá. Một là bạn này, như vậy một mình một nhóm này. Cái thằng 1 2 1 2 1 3 thì hai thằng này bằng một nhóm bởi vì hai thằng này cùng giới tính và nó cùng chỉ số IQ. Thằng 1 3 một mình nó một nhóm. Cái bộ test này nó rất lừa đình, bộ test này thực tế nó có thể là 01 1 3 1 2 1 2 như thế này. Đấy. Sau khi từ thằng này các bạn mới biến đổi về cái thằng này. Tức là ta sort nó theo chiều tăng dần và thằng nào lớn hơn về chỉ số IQ thì thằng đó lên cho lên trên. Đây gọi là sắp xếp nhiều tiêu chí. Còn cái bộ test này là người ta để thử thử học sinh xem là học sinh có biết sort lại hay là chạy luôn. Nhiều bạn ngây thơ cứ for từ trên xuống dưới. Nếu gặp hai thằng khác nhau thì tăng biến đếm lên một một cái là toi ngay nhé. Yeah. Mà ta phải thực hiện trước đó, ta phải so nó lại. Đấy. Nam một là nam, hai là nữ, rồi hay là các bài khác. X là gì đây? Số thứ hai là một số nguyên dương, x là chỉ số IQ. Rồi. Bây đó, con blog của thầy nó đã khởi tạo xong. À, trời, thầy này, tắt đây. Con chuột của thầy, con gái thầy nó trộm mất rồi. Vậy thầy vừa cốt vừa giải thích để cho các bạn rõ hơn tí nhé. Cái đề vừa rồi mà các bạn làm được Quân mà làm được 7 điểm thì quá ngầu.
Bài 2. À, hôm tới thì cái cốt của thầy, à, con gái thầy nói trộm một cái. À, bây giờ ta sẽ khai báo một, có hai nhiều có nhiều cái cách để sử dụng nó. Ta có thể sử dụng P, nhưng mà đây ta sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng mảng một chiều cho nó đơn giản. Trăm nghìn phần tử. À, rồi ta sẽ thực hiện việc đầu tiên là nhập. À, khi nhập thì ta khi làm việc bắt đầu từ giờ đi thi trở đi thì các bạn nhớ là vào phát ta phải làm việc với tệp luôn. Thế rồi, bài này tên là gì? Bài này tên là chia nhóm, sao lại có thể đặt tên nó là chia nhóm được nhỉ? À, phần nhập dữ liệu tao nói các bạn tranh thủ code luôn nhé. À, về có hai thuộc tính, một bên là thuộc tính là giới tính và một bên là thuộc tính là chỉ số IQ. Trong đó AI thầy cho là giới tính. Ơi. To tí này. À, chờ thầy tí. Con gái có thể nó đấy, không nhá, ta khai báo một cái hàng số là lên tới 10 mũ 5. Rồi ta thực hiện công việc là chia nhóm rồi nhập n, nhập n rồi nhập bảng. Mảng A thì sẽ thực hiện là lưu là giá lưu cái thằng 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 A này này là dùng để lưu giới tính. Thằng B là để lưu gọi là gì nhỉ? Thằng B dùng để lưu chỉ số IQ. Rồi ta thực hiện tiếp công việc. Để sắp xếp được mảng này thì tới thời điểm này thì ta có thể sử dụng tiêu chí là sắp xếp hai tiêu chí. Thì ta có thể sử dụng cái tham số để truyền vào cho thủ tục shop, hoặc là tới thời điểm này ta có thể sử dụng một cách đơn giản hơn, đó là ta tổ chức một cái hàm để kiểm tra xem nó thỏa mãn điều kiện hay không. Vậy thì bây giờ ta sẽ áp dụng ngay từ cái giải thuật sắp xếp nổi bọt để cho các bạn dễ hình dung nhé. À, bây giờ trong tư tưởng của giải thuật sắp xếp nổi bọt, bởi cái chuyên đề sắp xếp thì ta có hẳn một hai buổi làm chuyên đề về sắp xếp. Đây, nếu nó thỏa mãn điều kiện. Điều kiện ở đây là gì? Điều kiện ở đây là thứ nhất là ai mà lớn hơn thằng Aji. Khi ai lớn hơn Aji thì ta thực hiện cái công việc đổi chỗ. Thằng ai
với thằng Aji đấy. Ta lưu ý rằng khi mà ta đã thực hiện cái thằng đổi chỗ thằng giá trị AI cho AI, tức là ta đổi giới tính hai thằng này cho nhau, thì điều đó cũng nghĩa là chỉ số IQ của nó cũng sẽ phải đổi kèm theo. Vậy thì mình sẽ swap. Vừa rồi thầy ấn tổ phím Ctrl D là double nó lên, đổi thằng BI cho thằng BG cho nhau. Đấy. Được chưa? Vậy thì bây giờ thầy cho y chạy từ 1 cho đến n, và thầy thực hiện cái công việc là đưa cái giá trị cái cặp chỉ số AI BI ra để cho các bạn xem là nó sẽ sắp xếp như thế nào. Rồi, ta cái bài này cũng nhỉ. 4101 01 12 12 13. Chưa khai báo nợ. Quá gà. À, bây giờ thầy đảo lại thứ tự nhé, cái test này nó hơi lừa tình. Đấy. Đấy, ví dụ như test này, bây giờ thầy thực hiện đổi sắp xếp nó lại nhé. Đấy. Thì khi đó ta nhận thấy rằng bây giờ nó đã sắp xếp lại, đúng không? Bao gồm sắp xếp lại là B hiện tại là cái cột A ấy, nó đã sắp xếp thành một dãy tăng nhé. Nhưng mà cột B ta để ý rằng nó chưa tăng đâu. Nếu bây giờ ta như chia nhóm, thằng này là một nhóm, hai thằng này là một nhóm là toang ngay, đúng không? Bởi vì nếu mà ta gộp hai thằng này thành nhóm thì chỉ số IQ của hai thằng này nó không bằng nhau nhé. Vậy thì ta sẽ thực hiện tiếp cái công việc thứ hai là công việc sắp xếp mảng B với điều kiện mảng sắp xếp mảng B theo chỉ số IQ tăng dần, với điều kiện đổi chỗ đó là khi hai thằng này bằng nhau, thằng nào mà bé hơn thì sẽ được đây. Khi hai thằng giới tính này bằng nhau, thằng nào mà có chỉ số IQ cao hơn sẽ được đổi chỗ. Đấy. Vậy thì công việc của mình vừa rồi là ta sẽ công việc này được gọi là sắp xếp giới tính. Ta đang nói ra bằng giải thuật mà chưa thể lấy phút điểm ở bài này nhé. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện cái công việc lặp lại công việc đấy. Ta cũng sắp xếp. Đấy. Ta cũng duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số và thực hiện công việc sắp xếp. Nếu thằng A mà bằng thằng AJ, đây chỗ này rất hay này, nếu hai thằng này bằng nhau tức là nó sẽ cùng giới tính, thì khi đó thầy sẽ kiểm tra xem nếu cái thằng đứng sau tức là thằng BI và thằng BJ, nếu thằng BI là thằng đứng trước, thằng BJ là đứng sau, thằng BJ mà đứng sau mà có chỉ số IQ thấp hơn thằng đứng trước thì thầy đổi chỗ hai thằng này cho nhau đấy. Và khi đổi chỗ thầy lại thực hiện cái công việc đó là swap nó cho nhau. Đấy. Như vậy thì ta nhận thấy rằng là lần sắp xếp đầu tiên là sắp xếp dãy số thành một dãy tăng về giới tính để cho những thằng cùng giới tính nó đứng cạnh nhau trên một hàng. Việc thứ hai là với duyệt từ đầu dãy đến số đến cuối dãy số, nếu hai thằng có cùng giới tính mà thằng nào có chỉ số IQ bé hơn thì sẽ được đẩy lên trên. Nhé. Đẩy lên trên thì ta chỉ việc swap thằng bởi vì hai thằng AI nó bằng nhau rồi mà. Đấy. Thì bởi vì nó cùng giới tính rồi thì ta sẽ chỉ việc đổi cho nó về chỉ số IQ nữa là xong. Sau khi thực hiện xong thì mình lại đưa nó ra. Nên thầy hay làm việc với tệp nãy giờ Quân và Kiên để ý, thầy không phải nhập dữ liệu đúng không? Bởi vì file của thầy nhập một lần duy nhất trong đời. Đấy. Rồi bây giờ thầy kiểm tra xem. À đấy, sau khi sắp xếp xong, giới tính đã thay đổi và ta thấy rằng những cái thằng có chỉ số IQ
thấp hơn đã được đẩy lên trên. Đẩy lên trên đồng nghĩa với thằng những thằng có IQ bằng nhau và cục giới tính thì nó sẽ đứng cạnh nhau. Đây là một trong những tiêu chí để chọn. Đấy. Vậy thì bây giờ ta thực hiện công việc tiếp theo. Công việc chia nhóm. Chia nhóm về bản bản chất của bài toán là sẽ duyệt. Bài toán là duyệt một dãy số, đếm số lượng các phần tử thỏa mãn điều kiện. Đấy. Và điều kiện của bài toán của ta bây giờ là thằng này với thằng kế tiếp. Đấy. Vậy thì thầy duyệt từ trên xuống dưới. Nếu thằng nào mà khác thằng này thì một mình nó là một nhóm nhé. Giả sử trên cấu hình của thầy bây giờ thầy cho nó tổng quát hơn một tí, thì đây là 01, đây là 02 đi đấy, thì thầy nhận thấy rằng nếu hai thằng có cùng giới tính, tức là nếu chỉ số AI bằng thằng AI cộng 1 đúng không, thì thầy thực hiện tăng biến đếm lên một đơn vị. À thế không, thì thầy tiếp tục chạy. Thằng này với thằng này bằng này, tiếp tục chạy. Nhưng đến khi gặp thằng giới tính này khác thằng này phát. Đấy. Khi thằng này khác thằng này, tức là thằng AI khác thằng AI cộng 1, thì số lượng nhóm tăng lên một đơn vị. Vậy thì thầy làm luôn. Thầy duyệt từ đầu cho đến cuối. Bởi vì thầy xét thằng AI với thằng AI cộng 1 nên thầy chỉ for cho tới n-1 thôi. Nếu thằng AI mà khác thằng AI cộng 1. Khi AI khác thằng AI cộng 1 thì điều đó chứng tỏ đây bắt đầu cho một nhóm mới. Đây. AI khác thằng A. À đây quên, AI khác thằng AI cộng 1 thì ban đầu này nó sẽ bắt đầu một nhóm mới. Khi ta đang đứng ở một thằng thứ Y thì thằng đó nó có cùng giới tính với thằng đứng sau nó hay không, không quan trọng, bản thân nó đã là một nhóm rồi. Nhưng đấy, nên bắt đầu ta khởi tạo biến đếm là bằng là một nhóm. Nó cũng giống như bài là đếm số lần xuất hiện của các phần tử ở trong một à quên, đúng rồi, bài đếm số lần xuất hiện của các phần tử đấy, bài đếm phân phối ấy. Thì ta thực hiện như này. Rồi khi đó ta tăng thằng Z lên. Đấy. Còn ngược lại nó khác nhau thì sao? À nó bằng nhau thì sao? Nó bằng nhau thì ta bắt đầu thực hiện công việc. Đấy. Bằng nhau thì nó xảy ra trong trường hợp này. Đấy. Bây giờ thầy cho một cặp khác nhé. 01, 02, 02 chẳng hạn. Khi thằng này, à, khi thằng này bằng thằng này, đúng không? À quên, à, khi thằng này bằng thằng này, thì tức là nó rơi vào trường hợp là trường hợp eo đây, trường hợp eo tức là nó bằng nhau ở chỗ này. Đấy. Thì ta thực hiện là khi hai thằng này bằng nhau thì ta chỉ tăng biến đếm lên một đơn vị trong trường hợp chỉ số IQ của nó bằng nhau, đúng không? Đấy. Ta chỉ tăng trong trường hợp chỉ số IQ của nó bằng nhau, tức là nếu thằng AI, à, xin lỗi, nếu thằng BI mà bằng thằng BI cộng 1 thì nếu mình có thể for bằng for, for thằng đứng trước nó cũng được, nó cũng là một cái cách để ta for từ hai trở đi, thì ta đếm lên một đơn vị. Đấy, đây là trường hợp, là trường hợp hai thằng có cùng giới tính và có cùng chỉ số IQ đấy nhá.